Sau khi máy ATM gạo xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương và một số tỉnh thành trong cả nước, vừa qua tại trụ sở Quỹ Ban nhân dân phường 8 thành phố Cà Mau, máy ATM gạo đã được đưa vào sử dụng, có rất đông người dân có hoàn cảnh khó khăn đến nhận gạo. Ghi nhận của phóng viên tại điểm phát gạo đặc biệt này. Chia sẻ khó khăn của người dân bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 nhóm CM xe đã sáng chế và hỗ trợ máy ATM gạo phục vụ cho người nghèo tại địa bàn thành phố Cà Mau. Trong đó, máy ATM gạo do nhóm CM xe hỗ trợ, còn nguồn gạo được chính quyền địa phương vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ. Đến thời điểm hiện tại, Quỹ ban Nhân dân phường 8 đã nhận trên 12 tấn gạo. Hiện người dân đến nhận gạo được hướng dẫn đứng vào các vị trí đã được đánh dấu sẵn cách nhau 2 mét, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Máy tự động phát nhận gạo đặt tại khuôn viên Ủy ban Nhân dân phường 8, máy được kết nối với một hệ thống cảm biến thông minh. Khi người dân đưa bàn tay gần hệ thống cảm biến, da gạo sẽ chảy xuống, với mỗi lần nhận được là 2 kg. Tùy tình hình thực tế, nhất là nguồn gạo ủng hộ của các tổ chức cá nhân đóng góp, Địa phương sẽ cố gắng duy trì máy ATM gạo này hết mức có thể, nhằm góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân nghèo ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.